Xuyến, an toàn phòng chống dịch Covid-19, và Lộc Auto mang tới cho quý khách hàng giải pháp mua xe tại nhà. Chỉ cần ngồi tại nhà và nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của Vạn Lộc 0985028888 và 0915386666. Chúng tôi sẽ mang xe đến tận nơi để cho quý khách hàng xem xe và trải nghiệm sản phẩm, ký hợp đồng mua bán xe tại nhà và giao xe tận cửa. Và đặc biệt với chính sách hỗ trợ giá của Vạn Lộc Auto trong dịch nCoV-19, thì Vạn Lộc Auto cam kết sẽ mang tới cho quý khách hàng những chiếc xe với chất lượng cao nhất và giá thành tốt nhất thị trường. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, Cadillac Escalade thế hệ thứ tư luôn luôn được coi là niềm tự hào của người Mỹ, nơi mà những mẫu SUV full size to lớn rất được ưa chuộng. Và ngay chính tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này cũng chiếm được tình cảm và được rất nhiều đại gia Việt lựa chọn. Và ngày hôm nay, Vạn Lộc Auto sẽ giới thiệu tới anh chị và các bạn mẫu xe Cadillac Escalade phiên bản ESV Platinum nhập Mỹ, sản xuất vào năm 2016. Xe mang tên cá nhân của một chủ từ đầu. Xe được trang bị ngoại thất trắng và nội thất bọc da màu nâu. Một chiếc xe siêu lướt. Và ngay bây giờ xin mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc xe mà ngày hôm nay Vạn Lộc Auto đang chào bán. Trái tim của khủng long Mỹ Cadillac ESV Platinum 2016 sử dụng động cơ Ecotec V8 thế hệ mới, dung tích xi lanh 6.2, công suất 420 mã lực, mô men xoắn cực đại 623 Nm. Xe được trang bị hộp số 8 cấp, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h mất 6 giây. Và Lộc Auto cam kết tất cả những chiếc xe mà chúng tôi đều bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, vào test hãng, check hãng toàn quốc. Ngoài các tính năng an toàn tiêu chuẩn, Cadillac Escalade ESV Platinum 2016 trang bị thêm hệ thống cảnh báo lệch làn, chuyển làn, cảnh báo va chạm trước sau, cảnh báo điểm mù, camera xung quanh và rất nhiều tính năng cao cấp khác. Escalade ESV Platinum là phiên bản sang trọng và cao cấp nhất của thương hiệu xe sang Cadillac với rất nhiều công nghệ hiện đại và khoang nội thất tuyệt hảo. Bên trong khoang cabin, nội thất được bọc da vô cùng cao cấp, nhiều chi tiết ốp gỗ quý và kim loại. Trần xe bọc da lộn, các ghế ngồi được bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện 18 hướng, massage thông hơi, tủ lạnh cỡ lớn và sạc điện thoại không dây tích hợp phía dưới bệ tí tay. Cửa sổ trời dành riêng cho hàng ghế đầu tạo không gian thoáng đãng. Vô lăng được bọc da và ốp gỗ cao cấp, bằng điều khiển kỹ thuật số hiện đại, hệ thống âm thanh Bose. Năm màn hình giải trí được trang bị cho tất cả các hành khách trên xe, được gắn ở các vị trí như cabin, tựa đầu hàng ghế trước và trên trần xe. Hàng ghế giữa có chức năng sưởi tách biệt với lối đi ở giữa. Hàng ghế thứ 3 rộng rãi và thoải mái cho 3 hành khách. Mẫu xe Cadillac Escalade bản ESV Platinum sản xuất vào năm 2016 nhập Mỹ, tên cá nhân một chủ từ đầu, đang được Vạn Lộc Auto chào bán với mức giá hơn 5 tỷ đồng. Để đặt hàng và sở hữu chiếc xe này thì anh chị và các bạn hãy đến với Vạn Lộc Auto tại địa chỉ 19A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc gọi điện ngay đến số hotline của chúng tôi 0985028888 và 0915386666 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Link báo giá chi tiết chúng tôi đã ghi ngay trong phần mô tả video để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, rung chuông để có thể tiếp tục ủng hộ Vạn Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.